và nắng mùa thu. Cái tóc của nó à nhỉ? Đấy, cái tóc dài này. Tóc dài nhỉ? Có ba người đâu? Ủa, con đấy tóc tốt nhỉ? Đấy, tóc nó đẹp thế. Con đấy đấy. Thôi, có bằng người nữa thôi. Tóc dài không? Tóc dài đẹp nhỉ? Bây giờ trước mình cũng nhảy ở đây á nào, rồi trước đi. Không, đó trước là xa đi phố đi bộ. Cái người chờ đây không kịp đâu. Không, đó trước là ở bên kia, sân khấu ở bên kia. Thank you.
Được khoảng 2 tháng như này,
đầu tiên một khóa online thì nó rơi vào khoảng 2 cho đến 16 buổi, thì hai khóa các bạn đấy khoảng 12 đến 16 buổi. Các em mấy hôm thì cũng tập với nhau qua ra công viên tập 1-2 buổi thôi, cho nên là bước chân có cái gì mà run rẩy, mong các anh chị đi trước khoan nhìn thông cảm. Chúc câu lạc bộ Như Thảo và tất cả các anh chị đại em chúc các em ngày càng phát triển hơn nữa, và đặc biệt với tất cả các chị ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ, an nhiên, hạnh phúc. Thank you.
siêu vũ. Mẹ chị Thu Thảo và cô Sơn Ngọc. Thank you.